Chính thức vỡ nợ, anh Đề hạ giá bán lỗ 1,2 tỷ đồng một căn biệt thự mini phố góc hai mặt tiền, thiết kế theo kiểu Roma Ý cực kỳ đẹp. Tọa lạc tại trục đường chính Hà Huy Giáp, ngay ngã tư ga quận 12, cách trục đường Nguyễn Anh của quận Gò Vấp khoảng tầm có 500-600m thôi. Một căn villa biệt thự ngang 8 sâu 8m, công nhận đủ 64m² đất và xây dựng theo kiểu villa một trệt 3 lầu. Chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Căn biệt thự villa nhà mình thì ngang 8m rất là rộng. Đấy, góc hai mặt tiền nha quý vị, mặt tiền full cát cực kỳ đẹp, full cát ánh vàng rất là đẹp, rất là sang luôn. Đấy, giờ thấy này, tiền full cát toàn bộ nha, rất đẹp. Một căn villa góc hai mặt tiền, giảm giá bán lỗ 1,2 tỷ đồng. Trước đó thì anh Đề giao tới 6,8 tỷ, bây giờ hạ xuống chỉ còn có 5,6 tỷ đồng thôi. Ngang 8 sâu 8m, cực kỳ rộng, cực kỳ thoáng luôn. Đây, mặt tiền full cát toàn bộ nha, rất đẹp, rất sang, rất đẳng cấp, cực kỳ là to và rộng luôn. Hai lớp cửa nha, một lớp cửa cuốn để cho chúng ta đi xe hơi vào, và một bên hông sẽ là cửa nhôm Sinfa. Hai lớp cửa luôn, rất là rộng rãi, rất là thoáng. Đường trước nhà là con đường rộng 6m, hẻm một xẹt của trục đường chính Hà Huy Giáp, con khu nhà hiện hữu lâu đời rồi. Đấy, con đường rộng 6-7m, xe hơi xe tải quay đầu vào nhà thoải mái nha. Đường thông nha mọi anh chị. Đây, con đường thông tứ phía luôn. Nhà góc hai mặt tiền cực kỳ đẹp. Và chúng ta cùng theo chân em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong căn villa góc hai mặt tiền nhà mình. Một lớp cửa cuốn phía bên ngoài, bên cổng thì sẽ có camera an ninh full cát toàn bộ mặt tiền. Đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô, sẽ được ốp sàn gạch 1m260 gạch nhám nha. Trên thì sẽ được làm trần thạch cao sơn dát vàng, tặng lại tivi 55 inch, tặng một bộ bàn ghế gỗ có đó, rất đẹp luôn nha anh chị. Đây, có trồng cây xanh, bên hông thì có cửa sổ. Căn villa góc hai mặt tiền ngang 8 sâu 8m, rất là rộng rãi, rất là thoáng mát luôn. Trên có đèn chùm, đèn led thạch cao và tặng một bộ bàn ghế gỗ sồi Nga này. Đấy, bàn ăn nha anh chị. Đấy, tủ bếp gỗ gò đỏ luôn, cầu thang ốp đá đỏ, tay vịn của căm xe và kính cường lực sử dụng lan can là sắt đặc. Căn villa góc hai mặt tiền nhà mình quá đẹp, quá sang nha anh chị. Đấy, giá giao bán chỉ có 5,6 tỷ đồng thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà này, chúng ta trực tiếp gọi ngay về tới nhà đất bà Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem ngay căn villa này nha. Quá đẹp, quá sang. Ở dưới thì có giếng trời và toilet phía trong, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau đầy đủ. Căn villa góc hai mặt tiền, thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ đẳng cấp. Giá chỉ có 5,6 tỷ thôi. Quý chị cô chú nào đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông ngay nha. Di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ cùng em đến với không gian lầu 1 phòng ngủ 1-2, cầu thang đứng rộng 90, ốp đá đỏ này. Trên này thì chúng ta sẽ có cửa gò đỏ toàn bộ và sử dụng khóa thông minh, khóa từ. Đây, phòng sẽ được bố trí hai phòng có nội thất và hai phòng sẽ được trí được bó giường và trí được bó tủ quần áo và máy lạnh LG thôi. Đấy, có cửa sổ ra bên ngoài, mặt tiền full cát toàn bộ nha. Nhà khá đẹp, khá sang luôn. Giá giao bán của em nó chỉ có 5,6 tỷ thôi. Phải nói là vô cùng rẻ nha. Toilet có vẻ cao độ trần, vách kính, bồn cầu khối là vô rửa mặt. Bên hông thì có cửa sổ, gương led để đủ hết luôn. Sơn giả vàng rất là nhiều, có hệ thống wifi để đủ hết rồi. Giường tủ chúng ta được tặng là gò đỏ hết nha. Đấy, rất đẹp, rất đẳng cấp luôn, cực kỳ xịn sò. Giá bán chỉ có 5,6 tỷ thôi. Một căn nhà biệt thự mini giá rẻ ngay ngã tư ga, có ban công ra phía bên hông này, nội thất cũng cơ bản có hết rồi, giường tủ, máy lạnh LG, trên thì có đèn chùm, xây dựng khá là đẹp, khá là đẳng cấp luôn. Giá cực kỳ rẻ nha anh chị. Anh chị cô chú nào đang xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, có thắc mắc gì nhận xét gì thì bình luận xuống dưới video. Toilet rất là rộng nha, bồn cầu khối, vách kính,
và inox trắng và gạch ốp cao đụng trần. Và di chuyển lên phía trên, toàn bộ khóa cửa là khóa từ này, khóa số, khóa từ rất là xịn sò. Và di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2, phòng ngủ số 3, số 4 nhé. Anh chị cô chú nào quan tâm chứ gọi trực tiếp về Tam Hưng. Chủ nhà có bố trí hai phòng đầy đủ hết nội thất rồi, giường gỗ đỏ hết luôn, giường tủ, bàn trang điểm, có cửa sổ ra phía ngoài. Đấy, phòng ngủ khá là rộng luôn nha anh chị, nội thất full hết luôn. Thì chúng ta mua thì chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Bố trí khá là đẹp, toilet vách kính này, có cửa sổ ra bên hông, gương led đầy đủ. Đấy, quý anh chị cô chú nào đang xem được video nhớ đăng ký kênh, thả like, có nhận xét gì gọi ngay trực tiếp về Tam Hưng nha. Phòng số 4 này thì được tặng cái máy LG và một cái tủ quần áo, chỉ có giường. Đấy, phòng rất là rộng luôn, toilet bên hông. Đấy, toilet số 5 quá ok nha. Và di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với khoảng sân thượng giặt phơi đồ. Trên đây thì rất là rộng, chủ nhà đang để trống ở trên đây. Đấy, chúng ta về chúng ta tự bố trí làm thêm phòng thờ và làm thêm cái khu vực thế này nha. Để trống rất là rộng ở đây luôn, cái khoảng sân thượng cực kỳ to, thoải mái làm phòng thờ trên này nha quý vị. Rồi, rất là rộng, rất là to trên này. Này phải đúc qua tí để làm để bồn nước thôi. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.